Giá cà phê hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2023, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng lên 65.200 đồng mỗi kg. Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Công Tum, cà phê Nhân, cà phê Arica hôm nay ngày 25 tháng 8, giá cà phê trong nước ngày 25 tháng 8 năm 2023 tăng trưởng đạt mức giá trung bình 64.700 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum đứng ở mức giá 64.400 đồng mỗi kg tăng 500 đồng kg so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.200 đồng mỗi kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà cà phê được thu mua với giá 64.300 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 65.000 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ea Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn Ice Europe, lăng đơn tăng liên tiếp phiên thứ ba, kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng thêm 28 USD lên 2.402 USD mỗi tấn và kỳ hạn giao tháng 1 năm 2024 tăng thêm 19 USD, lên 2.324 USD mỗi tấn. Các bước tăng rất đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình, tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn Ice US New York cùng xu hướng tăng, kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng 3,85 cent, lên 152,9 cent 3 và kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 tăng 3,55 cent lên 155,1 cent 3, các mức tăng khá, khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Dữ liệu tồn kho giảm thấp của ICE tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá cà phê trên cả hai sàn tăng hồi phục. Bất chấp báo cáo của Co su Bé cho thấy các thành viên của họ đã thu hoạch hơn 87% diện tích cây trồng đồng Rare tăng 0,77% đưa tỷ giá lên ở mức 1 USD 4,8569 r cũng đã hỗ trợ giá cà phê tăng đều trên khắp thị trường nội địa Brazil. Lưu ý, giá cà phê thế giới vẫn còn nguyên sức ép bán hàng vụ mới được mùa theo chu kỳ 2 năm 1 của Brazil. Nhà tư vấn Stonex bày tỏ quan ngại về giá cà phê Robusta vào cuối năm sẽ ở mức khoảng 2.300 USD mỗi tấn, cao hơn 28% so với cuối năm ngoái theo một khảo sát được Reuters công bố hôm thứ Tư ngày 16 tháng 8, trong khi các quốc gia sản xuất Robusta chính đều bị hiện tượng thời tiết ending đâu tác động tiêu cực lên năng suất vụ mùa, cập nhật giá tiêu, giá tiêu trong nước. Theo khảo sát, giá tiêu vẫn nằm trong khoảng 68.000 đến 71.000 đồng mỗi kg tại thị trường trong nước ghi nhận cho thấy mức giá thu mua hồ tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt là 68.000 đồng mỗi kg và 68.500 đồng mỗi kg. Song song đó, đá lắng và đắng nông có mức giá chung là 69.000 đồng mỗi kg. Tương tự giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu lần lượt đi ngang tại mức 70.000 đồng mỗi kg và 71.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) ngày 24 tháng 8, theo giờ địa phương, giá tiêu thế giới so với ngày 23 tháng 8 như sau: tiêu đen Lampung, Indonesia, ở mức 4.271 USD mỗi tấn, tăng 0,44%; tiêu đen Brazil Asta 570, ở mức 2.950 USD mỗi tấn, không đổi; tiêu đen Trinh, Malaysia Asta. Ở mức 4.900 USD mỗi tấn, phòng mỗi, tiêu trắng muôn to, ở mức 6.650 USD mỗi tấn, tăng 0,44%. Tiêu trắng Malaysia Asta, ở mức 7.300 USD mỗi tấn, không đổi theo báo cáo thị trường hồ tiêu trong tuần 3. Tháng 8 năm 2023 của đòi lòi Golden Giant, hạt tiêu Brazil được chào bán ở mức thấp 11 000 Brazil kg đối với nguyên liệu thô và giá tại cửa khẩu price trong khoảng 2550 đến 2750 USD bắt đầu từ năm nay. Mức giá này được dự đoán sẽ duy trì ổn định tới quý 2 cho đến khi đạt đến điểm yếu, dự kiến vào đầu quý 3 mùa thu hoạch. Theo đó, mọi sự chú ý của các thương nhân đều đang đổ dồn về thị trường Brazil với hoạt động nhu cầu chủ yếu từ các nước châu Á. Tuy nhiên, tình trạng giảm giá đã không kéo dài lâu hơn khi giá tiếp tục tăng lên mức 14 đến 14,5 real Brazil kg xu hướng tăng khoảng 18% so với đầu năm, cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược với biến động giá từ năm ngoái, thị trường hồ tiêu tại Brazil dường như đang hướng mạnh về xu hướng tăng với các báo cáo về khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu thô từ nông dân với giá không thấp hơn 14,5 triệu Brazil kg. Có thể thấy, người dân trồng tiêu tại Brazil đang quan tâm đến việc giữ lại lượng hạt tiêu dự trữ nhiều hơn là bán ngay lập tức bất chấp các báo cáo trước đó về việc sản lượng vụ mùa bội thu trong năm nay. Theo ghi nhận, Brazil đã có thể xuất khẩu khoảng 6.158 tấn hạt tiêu trong tháng 7 năm 2023, tạo ra khoảng 45.294 tấn trong 7 tháng đầu năm, khối lượng gần như tương tự so với mức được ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái, nhưng cao hơn 6% nếu so sánh với tháng 7 năm 2022, tính chung 7 tháng đầu năm nay quốc gia nhập khẩu hạt tiêu Brazil cao nhất vẫn là Việt Nam với lượng nhập khẩu là 8.411 tấn. Tiếp theo là Senegal CNG với 4.793 tấn, Maroc với 4.267 tấn, UE với 4.171 tấn, Ấn Độ với 3.344 tấn và Pakistan với 3.024 tấn.